Hello, xin chào tất cả các anh chị. Bao nhiêu anh chị hôm nay sẽ cho Đình được chia sẻ tại sao bất động sản ở phía Bắc nó sốt mà phía Nam thì lại vẫn chưa. Cái thứ hai nữa là bao nhiêu anh chị đã từng thắng bất động sản ở Hà Nội đến thời điểm này đã chuyển đổi dịch sang cơ cấu lại tài sản. Bởi vì trong thời gian vừa rồi, Đình cũng không nghĩ nó sẽ nhanh như vậy và không nghĩ nó sẽ là có nhiều cái kèo chủ nó quay đầu như vậy. Để Đình chờ tí xem anh chị chúng ta có nghe rõ được thì chúng ta để tiếp tục chia sẻ nhé. Và bất động sản sẽ sốt lấy vào miền Nam. Vậy thì những cái tài sản, những cái loài bất động sản nào sẽ được lời sắp tới và khả năng sẽ là loài bất động sản nào ở trong khu vực nào trong miền Nam sẽ tăng giá? Nào là chung cư, nào là đất nền, nào là những cái loài tài sản mà 5 tỷ, 3 tỷ hay là hơn nữa, hay là nhiều tỷ đồng. Đấy. Đình phải chơi thì anh chị có nghe rõ thì hãy cho Đình số 1 nha. Nghe rõ thì hãy cho Đình số 1. Cảm ơn anh chị chúng ta, nếu nghe rõ thì cho Đình số 1. Bên này là Đình thấy rất nhiều anh chị xem này, ô nhảy lên là 100 gần 200 người mà bên này sao không có ít thế, có mười mấy người nhỉ. Vì Đình không nên không muốn nhắc tên các nền tảng. À, chào bạn Duông Kim, tên rất là hay, KK Trần Vlog. Bạn KK Trần Vlog vậy hôm nay không thấy vào, hôm nay lại thấy quay lại đây. Không biết là bạn hình như bạn bạn Hồ Ha Tô Hoài Tô. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và sắp tới khi luật đất đai được áp dụng từ ngày 1 tháng 1, chào bạn Tân Tị, thì những cái bất động sản nào sẽ được lời và tại sao bất động sản nó sốt như vậy? Đó có lẽ là những cái mà nhiều người họ cũng chỉ nói là làm sao đầu tư, để đầu tư như thế nào. Nhưng Đình đã từng chia sẻ với một cái live stream vào trong trong năm cách đây khoảng tầm 3 tháng là Đình nói lạm phát. Anh chị xem lại cái tiêu đề đấy nhé, để chỉ kiểm tra vào cái tiêu đề là lạm phát sớm hay muộn sẽ diễn ra tại Việt Nam. Và đến bây giờ thì anh chị để tất cả các mặt hàng như là vàng này, để tất cả những cái mặt hàng như là cái đồ tiêu dùng, và anh chị thường mua thường ngày, đến hôm nay có phải nó đang tăng giá không nhỉ? Mà vàng nó tăng lên một tỷ mà nhiều, nhưng mà nó là xuống nhỏ giọt rồi nó lại tăng lên, nó cứ phá đỉnh liên tục, đúng không nhỉ? Đến ngày hôm nay nó luôn luôn phá đỉnh mọi thời đại cả, kể cả vàng thế giới và kể cả vàng ở Việt Nam. Thì như vậy đồng nghĩa với việc đồng tiền đang mất giá. Đến ngày hôm nay vẫn đang phá đỉnh như vậy, đồng nghĩa với việc đồng tiền đang mất giá. Vậy thì điều gì diễn ra nếu chúng ta cứ cầm tiền mặt? Cái thứ nhất mình muốn chia sẻ với anh chị một cái điều mà chúng ta hết sức quan trọng. Đó là ngày 1 tháng 1 năm 2025 thì nhiều đô thị, đặc biệt là những cái đô thị đặc biệt, đô thị loại 1, đô thị trung ương sẽ không cho phân lô tách thửa, không cho phân lô bán nền. Như vậy khi không cho phân lô bán nền thì những cái tài sản đất nền chắc chắn sớm hay muộn, nếu như những tài sản đấy nó có dòng tiền tốt, nó có giá trị thực, thì những cái bất động sản đấy nó sẽ tăng giá rất là kinh khủng. Vì vậy cái việc vừa rồi tại sao nhiều người họ quay sang chung cư và sau đó chung cư lại quay sang đất nền, nó lại tăng giá. Bởi vì bây giờ không có một cái kênh nào đầu tư mà gọi là để đảm bảo được cái tiền mặt cả, nên người ta phải tìm đến bất động sản hoặc vàng. Vậy thì cái kênh vàng người ta cũng cảm nhận đó là cái điều cao rồi thì người ta bất động sản. Nhưng đó chỉ là một cái yếu tố nhỏ thôi. Một cái yếu tố cốt lõi nhất đó là nhìn được cái tầm nhìn. Đâu trong đầu tư là có tầm nhìn. Đó là tầm nhìn 5 năm, 2 năm. Mà nếu như trong thời gian quyết đến thời điểm hôm nay, ngày 1 tháng 1 năm 2025, nếu như khi đã áp dụng, thì cái điều diễn ra đó là những cái lô đất, những cái thửa đất mà có đất ở được phân lô rõ ràng, thì chắc chắn một điều nó sẽ được hạn chế và thậm chí nó cấm. Và khi cấm thì cái gì hiếm, thì cái đó nó sẽ trở nên tăng giá. Bởi vì nếu có một cái đô thị mà nó lớn, nó muốn phân ra, nó làm dự án, thì cái điều đấy nó cũng phải 2 đến 3 năm mới có được những cái sản phẩm đó. Vì vậy cái việc đất nền nó là đã có hiện hữu rồi. Cái lý do thứ hai đó là những cái tài sản mà chung cư thì thường nó phải trả chi phí về cái việc
là quản lý, trả chi phí về cái việc là đậu xe, trả chi phí về cái việc là sinh hoạt phụ thuộc vào chủ đầu tư. Nhưng với đất nền luôn luôn là một cái kênh làm chủ được cái cục tài sản của mình, muốn cầm theo kiểu là muốn bán, muốn xây như thế nào đấy mình chỉ cần xin giấy phép, muốn chuyển để cái đồ giờ nào cũng là quyền của mình, muốn cho bạn bè đến đầu xé giờ nào vẫn là cái việc của mình. Nhưng nhiều chung cư không cho là đến giờ quá giờ là không được vào. Cái thứ hai là cái việc phí quản lý sẽ tăng theo chủ đầu tư. Cái thứ ba là cái việc mà để chung cư thì chất lượng xây dựng vẫn phụ thuộc vào chung cư, đó là cái chủ đấy nó có đảm bảo uy tín hay không, kể cả về pháp lý. Như vậy cuối cùng đất nền vẫn là một trong những cái kênh mà người ta ưa chuộng. Vì vậy ở Sài Gòn là vẫn chưa cực kỳ sốt, nhưng ở thành phố rồi thì thời gian vừa rồi đã tăng, và chắc chắn cái việc đó nó sẽ diễn ra lan sang trong thành phố Hồ Chí Minh, vì thành phố Hồ Chí Minh có 5 yếu tố để nó tăng giá và sẽ ấm lên hơn trong ở ngoài Hà Nội. Cái yếu tố thứ nhất đấy là về cái hạ tầng phát triển muộn hơn. Cái yếu tố hạ tầng là như hiện nay là vành đai 3, nó chưa thực sự là hoàn thiện, và ở Hà Nội thì đã làm sáng vành đai 4 rồi. Cái yếu tố thứ hai là tính ra cái vùng ven của thành phố Hồ Chí Minh thì đất nền vẫn còn rẻ hơn thành phố Hà Nội rất là nhiều. Cái yếu tố thứ ba đó là cái dòng tiền ở trong thành phố Hồ Chí Minh nó vẫn tốt hơn. Cái yếu tố thứ tư đó là cái sự kết nối giữa tất cả các tỉnh thành trong cái hạ tầng như cao tốc, như là sân bay Long Thành, như là các cái hạ tầng trong cái việc là đậu nối giữa các quận lên huyện và giữa huyện lên các cái quận, giữa huyện lên quận, và các quận nó sẽ được có nhiều quận lại là dự toán sẽ lên thành phố. Như vậy đó là một trong những cái yếu tố sẽ mang đến cho chúng ta nhiều cái cơ hội trong cái việc đầu tư hơn. Vậy thì bao nhiêu anh chị đồng ý cái việc là chúng ta sẽ chọn ở khu vực miền Nam để hướng đến chọn những cái loại bất động sản nào mới là cái điều quan trọng? Không phải tất cả những cái tài sản hoặc tất cả những cái bất động sản đều tăng giá nhanh nhịp, mà cũng không phải tất cả những khu vực đều tăng giá. Nhưng với cá nhân của Đình, nếu những cái tài sản bất động sản đất nền dưới 2 tỷ sẽ là một trong những cái xu hướng để được đầu tư, nhưng với điều kiện phải gần về tiện ích hạ tầng và phải xây dựng có dòng tiền được. Cái thứ hai là những cái loài bất động sản mà chung cư nhưng phải có dòng tiền tốt thì vẫn là một trong những cái kênh đầu tư sau này khi bất động sản ở ngoài miền Bắc như là Hà Nội chung cư nó đã tăng giá thì sẽ đến lượt là vùng trong. Cái thứ ba là cái loài bất động sản mà thời gian vừa qua nó đã mang lại những cái dòng tiền tốt, nó bất chấp mọi thời gian thì cái loài đấy nó vẫn mang đến những cái mà tiện ích. Như hôm nay Đình đi tìm cho một người anh một cái căn nhà đâu đấy khoảng tầm đến tính giá đến thời điểm hôm nay là 5 tháng rồi mà mình chưa tìm được một cái căn nhà nó ưng ý, bởi vì là có nhiều người họ là quá cẩn thận đấy chị. Mà khi quá cẩn thận như vậy thì cái điều đầu tiên đó là mình sẽ bị loạn chưởng khi mình không tìm được ra mọi cái đều muốn hoàn hảo. Cái được đẹp thì lại không được giá, cái được giá thì chưa chắc đã đẹp. Như vậy để chọn được một cái tài sản tốt trong thời điểm này không hề dễ dàng như chị. Xin hỏi anh Đình, như anh trải qua quá nhiều rồi thì ít nhất cũng là như một người người như tụi em thì thu xếp sắp thì xu thế sắp tới bất động sản Tây Nguyên sắp tới có gì khởi thác không, ngoài trừ sự sống thân như 2122? Cái thứ nhất đó là bản thân Đình nhìn thấy, nếu như bạn hỏi thì Đình cũng trả lời theo cái kinh nghiệm của Đình thôi. Đình không nhìn thấy cái tiềm năng gì ở Tây Nguyên ngoài trừ là nông nghiệp và khí hậu. Nhưng mà thời gian vừa rồi đối với dịch gọi là của 2020-2021-2019 nó đã mang đến cho một cái điều, đó là khi dịch thì người ta nghĩ đến một cái căn nhà số 2 gọi là ngôi nhà thứ hai, và lúc đấy người ta tất cả các tỉnh vùng ven hầu như nó sốt, tất cả các tỉnh vùng ven hầu như nó sốt, và khi nó sốt rồi thì việc Tây Nguyên cũng là sốt theo. Như vậy để mà khởi sắc quay lại được cái việc đó đối với Tây Nguyên về cái mật độ dân số thì nó đang quá thấp, về cái việc
mà trong sổ riêng thì những cái tài sản đấy nó sẽ không bao giờ tăng đột biến. Về cái việc mà để làm nông nghiệp thì không phải ai cũng làm được. Đương nhiên là người dân ở đấy nếu có quỹ đất lớn thì vẫn giàu, nhưng thời gian vừa qua nó đã tăng với quá với cái giá trị thực. Như vậy để có một cái việc khởi sắc quay lại tăng giống như cái thời gian mà nhà nhà tăng như vậy thì có lẽ cái điều đó nó phải chờ thời gian khá dài. Còn nếu trong năm sắp tới thì nó không có cái gì là định nhìn thấy cả. Vì những cái ngôi nhà thứ hai mà nhiều anh chị đang còn cầm đến muốn đẩy đi, muốn bán đi, muốn ôm đi, thậm chí là một vài ngàn mét vuông đẩy và lại ở Sài Gòn lên thấy rẻ quá là mua một cách khủng khiếp. Như vậy bây giờ không được ở mà còn phải mất tiền cho cái người quản lý ở đấy, cho người quản giá ở đấy, thì người ta dần dần người ta sẽ chán. Và cái nguồn cung này đáng rất là nhiều, thì để giải quyết được cái nguồn cung đó phải chờ một thời gian là con cháu nó lớn lên, nhu cầu nó lớn, hoặc cái niềm tin quay lại. Còn hiện tại đối với cá nhân Đình thì Đình không ưu tiên về cái sản phẩm bất động sản đó. Tuy nhiên nếu bạn là người ở Tây Nguyên, nếu bạn nắm được cái giá ở đấy, bạn quản lý tốt, bạn kinh doanh dòng tiền được thì bạn vẫn làm tốt. Còn đấy là Đình chỉ nói chung về như vậy thôi, chứ nó không riêng những cái lô đất nào. Bởi vì trong tất cả cái thị trường, tất cả cái loại hình bất động sản thì vẫn có một trong những cái lỗ tiềm năng luôn luôn xuất hiện ở bất cứ một thời điểm nào. Cảm ơn bạn Trần Trí rất là nhiều. Bạn Minh Hải Liệu, em có một em có đất ở Đức Hoa, đất thổ cư, đất lơ á là Đình không biết, đất lụa qua 2025 có phải dễ bán hơn không anh? Cái thứ nhất là đất ở, là đất thổ với đất lụa, thì bây giờ thời điểm này nếu bạn muốn bán thì bạn vẫn bán được đấy. Mà thời điểm này có một số khu vực nó đã bán rất là tốt rồi. Nếu tài sản của bạn tốt, không những là cái đất lụa hoặc bất cứ đất gì, nếu bạn bán được thì bạn căn bản là bạn muốn bán ở cái giá nào. Còn dễ bán hơn thì thời điểm này là nhiều chủ đã quay xe, và như thời điểm này là nhiều người họ đã tăng giá. Giống như Đình có những cái tài sản mà nhiều người họ gửi thì đến thời điểm này họ đã tăng đâu đấy 10%, đến thời điểm này đã tăng 10% nha anh chị. 10% ví dụ như một lô đất là 1 tỷ thì bây giờ họ vẫn sẵn sàng để lên 1 tỷ 1. Nếu không bán được thì họ vẫn chờ đụng được 1 tỷ 1 họ mới bán. Thậm chí là nhiều khi họ quay đầu, hoặc một lô đất chỉ bán trong vòng vài ngày đấy. Đấy là những cái câu chuyện hiện nay đang diễn ra. Mà cái này thì Đình đã nói trong giữa năm ngoái, đến bây giờ là Đình nói là tránh thủ nâng cấp kiến thức, tìm hiểu và mua trước khi mình không cần bị động. Và đến thời điểm này ở khu vực miền Nam, nếu chúng ta mua thì chúng ta vẫn còn thời gian để chúng ta làm chủ, vẫn còn thời gian để chúng ta chủ động được cái việc đầu tư, chủ động được cái việc để chúng ta làm sao chọn được những cái tài sản tốt. Còn nếu mà chúng ta chờ nữa thì có vẻ là không còn khả thi. Cái chờ thì chúng ta sẽ mất cơ hội đấy. Cảm ơn bạn Minh Hải Liều rất là nhiều. Bạn Nhung Hoàng, vậy nhà hẻm hay nhà chung cư ở Sài Gòn cái nào sẽ tăng giá? Tuy thôi, nếu nhà hẻm mà xe máy nó không vào được thì khả năng xe ô tô không vào được thì khả năng sẽ tăng giá chậm. Còn chung cư cũng vậy, chung cư mà không có tiền đấy xây dựng không tốt thì nó cũng không tăng giá. Nhưng nếu chúng cư có dòng tiền tốt, mà chúng cư đặc biệt là cái loại 2-3 tỷ, khả năng nó sẽ tăng giá. Cái kể cả cái đất nền cũng vậy, nếu mà dưới 2 tỷ vùng ven thì khả năng nó sẽ là một trong những cái nó sẽ tăng giá, nó sẽ ấm lên. Chứ còn nói tăng x1 x2 x3 thì là không có đâu nha các bạn nhé. Nếu như anh bạn nào nói bây giờ bỏ cái tài sản đấy sống 1 năm 2 năm là x2 x3 thì cái đấy có khả năng là Đình không tin tưởng vào cái việc đấy lắm. Cá nhân Đình không đánh giá cái việc đó, mà chỉ có là nó tăng hơn tất cả các kênh như là vàng, như là chứng khoán. Thì nếu mình chọn về bất động sản thì có lẽ nó sẽ có nhiều yếu tố tốt hơn cả cái kênh khác. Đó là tùy vào bạn chọn vào chung cư thì chung cư ở quận nào nữa. Anh nói về thị trường Đức Hòa Long An. Bạn Lê Thảo, mấy ngày nay chị đi dạo ở Vĩnh Tiên, chị có 1 tỷ muốn mua đất đầu tư mà không mua được mảnh tốt, toàn bị lỗi. Cái thứ nhất là ở Vĩnh hoặc là ở khu vực nào kể ở quê không vậy? Nếu như bây giờ muốn tìm được một cái lô đất mà kinh doanh được kể cả quê nó không có,
ở Quế Đình hiện nay là mua một lô đất để kinh doanh được nó cũng rơi vào khoảng 1.3 đến 1.4 tỷ. Như vậy là kinh doanh được, không phải là kinh doanh đẹp đâu nhé, gọi là để kinh doanh được tạm tạm mà ở trên trục đường tương đối chỉnh thôi, tương đối chỉnh. Thì như vậy nếu như chúng ta mà nói rằng là cái tiền không trượt giá, vậy thì 10 năm trước chỉ cần cân 5 đến 700 triệu là mua đất được ở Quế. Nhưng mà hiện nay thì phải là 1.5 tỷ, như vậy là đã x3 lần so với bẹt nhất. Còn với những cái tài sản đến đầu tư hầu như là x5, 7 lần, thậm chí 10 lần. Thì đấy là một cái câu chuyện chúng ta nhìn lại cái quá khứ để hình dung cái tương lai. Đương nhiên mình không so sánh khập khiễng là 10 năm trước, 10 năm sau nó sẽ tăng tất cả các loại giống nhau. Nhưng mình biết chọn loại hình, chọn loại bất động sản thì nó vẫn tăng giá. Và đặc biệt nếu bây giờ mua ở Vinh thì phải chọn ra những khu vực mà khu công nghiệp, phải chọn ra những khu vực mà nó mang được dòng tiền. Còn nếu như trong khu vực nội thành thì nó sẽ không bao giờ mang được lại cái giá trị trong cái việc cho thuê hoặc dòng tiền, bởi vì nó đã nằm ở một cái mức giá mới này. Nếu chúng ta không cẩn trọng thì chúng ta sẽ mua những cái đất trong hẻm, thậm chí ô tô nó không lọt, thì xu thế của ô tô mà tìm về những cái bất động sản không lọt về xe ô tô, thì đấy là một trong những cái sai lầm. Nó sẽ không mang được đến cái giá trị tăng giá trong dài hạn. Bạn Sơn Kio là anh nói về thị trường Đức Hòa. Đức Hòa là một trong những khu vực nó sẽ tốt lên nhờ được những một số là khu công nghiệp đã được mở rộng rất là lớn. Cái thứ hai là hiện nay thành phố Hồ Chí Minh đang hướng về phát triển với Bình Chánh, về Cần Giờ, thì như vậy Đức Hòa nó cũng sẽ được hưởng lợi về hạ tầng. Cái thứ ba là có một cái dự án của Vin nó đang nằm ở Long An. Như vậy ba cái yếu tố đấy nó cũng mang về cho Đức Hòa một trong những cái là tiềm năng về cái việc tăng giá. Nó giống như là thằng thằng Long An của Đức Hòa, nó sau này nó giống như kiểu mà thằng cái gì nhà Phú Yên ấy, à cái gì nhà ở ngoài Hà Nội ấy, đình nhà vừa rồi đình quên mà đình ra đấy là đình lại quên mất đây nè, Hưng Yên. Nó giống như là thằng Hưng Yên ấy, nó sẽ là ghé vào đấy và nó sẽ được ăn lời từ cái việc ven của thành phố Hồ Chí Minh. Khi quỳ đất ở thành phố Hồ Chí Minh nó đã hiếm, nó đã tăng cao rồi, thì họ sẽ quay về tìm lại ngay những cái vùng khu vực mà nó mang được đến là vừa với túi tiền của đa số đông người dân. Bạn Trần Minh Thiền, anh nói về bất động sản Bình Phước. Để nói về bất động sản Bình Phước thì hiện nay đình không đánh giá cao về những cái bất động sản mà nó xa về khu công nghiệp hoặc nằm trên giấy tờ. Nhưng nếu những cái bất động sản nằm ngay tại Đông Phú, nằm ngay tại những cái khu vực mà thành phố Đồng Xoài, mà có những khu vực hiển hiệu cách khu công nghiệp đâu đấy 1-2 km mà khu công nghiệp đấy hoạt động rồi, hoặc ở Trấn Thành, thì phải những cái khu vực hiển hiệu. Còn nếu những khu vực mà đang nằm trong dự án, đang nằm trong giấy tờ, thì cái quỹ đất lớn như vậy với cái kinh tế khó khăn trong thời gian qua, để những cái công ty mới lập về, để cái sự cạnh tranh những khu vực mà khu công nghiệp mới, thì có vẻ câu chuyện đấy nó cực kỳ xa. Vì vậy nếu thực sự muốn tìm đến một trong những khu vực mà nó có tốt mà hiển hiệu ngay, thì phải có được dòng tiền. Nếu như không có được dòng tiền thì cũng phải có được những công ty nhà cửa nó hiển hiệu trên những khu vực đấy. Trừ khi nếu như bạn không đủ tiền, bạn mua khoảng 200-300 triệu, thì bạn chấp nhận mua xa, gọi là tìm một cái lô đất để trụ ẩn tiền. Thì sau này đương nhiên nó vẫn tăng giá thôi, nhưng để mà nói tăng giá đột biến là đến 600-700 tỷ từ mua 300 thì có vẻ câu chuyện đấy nó quá xa. Nếu bạn là thích thì bạn cứ đầu tư. Nhưng nếu mà ở Bình Phước trong thời gian vừa rồi thì tìm thì có rất nhiều lô đất họ đã cắt đâu đấy 4-50%. Nếu như mà tìm vào được những lô đất đó đúng thời điểm thì quá tốt. Em tính mua khu đô thị Cát Tường Phú Hưng được không anh? Ở khu đô thị Cát Tường Phú Hưng là hiện nay là một lô đâu đấy khoảng 1.4-2.5 tỷ tùy theo đường. Thì đình đang ngắm có mấy đường đấy, đình lại có mấy lô đấy rất là đẹp. Hôm trước đình có kiểm tra đấy, có thể thuê ngay, cho thuê ngay, vì ở khu đô vực đấy được quy hoạch rất là bài bản, quy hoạch rất là hạ tầng từ những cái mà hành lang, từ những cái khu công viên, từ những cái tiện ích, thì nó mang lại được một cái cực kỳ tốt. Và nó đặc biệt là đặt trong năm trong khu thành phố Đồng Xoài, thì khu đấy nếu như bạn mua thời điểm này vẫn là một thời điểm tốt. Bạn Thánh Thủy, ở Quế mình nhiều người đợt dịch vỡ nợ vì đất, không dịch cũng vỡ nợ vì đất trong cái thời gian vừa qua, chỉ vì là không nhận định được thị trường, không biết vào lúc nào, khi vào thì vào ngon nhưng ra lại không chịu ra,
cũng là một cái chết, mà khi ra ra vào thời điểm cao và ra không được cùng chạy, đó là một trong những cái mà nên chọn thời điểm để vào. Nếu như chúng ta chọn sai thời điểm và sai sản phẩm, kể cả thời điểm này nếu chọn sai sản phẩm thì vẫn bị thua lỗ. Anh ơi, ở Bình Phước nên mua đất nền hay đất sao à? Hai sản phẩm bằng giá nhưng cơ sở hạ tầng thì khác chút. Đất nền giá gần đường trung tâm thị trấn, đất sao thì chỉ có ở xã thôi. Nếu như bạn quan tâm đến ở thị trường Bình Phước, nếu như quan tâm đến đất sao thì định có rất là nhiều nằm ngay tại thành phố của Đồng Xoài, và giá cũng rất là hợp lý, chỉ đâu đấy hơn 1 tỷ cho một sao thôi. Và nếu bạn quan tâm đất nền thì đâu đấy cũng chỉ khoảng 700-800 triệu, cũng là đất thành phố. Còn không biết là bạn quan tâm ở khu vực nào, nếu như bạn mua ở đất xa thì có vẻ là khu vực đất sao đấy thì có được chuyển đổi mục đích hay không, hay nằm trong quy hoạch đất ở hay không, và đất đấy có hiển thị đường trên sổ hay không. Tất cả những cái yếu tố đấy thì bạn phải kiểm tra được quy hoạch, xu hướng phát triển, đường khi nào thì được mở, nếu mở thì nhận được cái giá trị gì khi cái đường mở ra. Nhà nhà buôn đất, người người đi buôn đất, mấy ông ba bán nước cũng đi co đất. Cái việc chúng ta mua, chúng ta bán thì cái điều đấy khi sốt lên nó sẽ diễn ra như vậy, bạn Thanh Thủy nha. Mà cái việc đấy cũng là một trong những cái bài học mà nhiều anh chị đã phải là sau một thời kỳ đất nó lặn xuống thì những cái người mà họ tham gia tức thời đấy thì họ không còn xuất hiện trên thị trường nữa, và cứ mỗi lần sốt thì họ tránh thủ họ vào một tí. Thì đấy là một trong những cái nghề tái trại, nhưng nếu người mà làm thật sự thì đến thời điểm này họ vẫn tráo giá trị, đến thời điểm này họ đã ngậm trong nhiều cái chu kỳ lên xuống, thì sau này họ sẽ trở thành những cái nhà tư vấn tuyệt vời, bởi vì chính họ là người đã trải nghiệm quá những cái chu kỳ đấy. Và bao nhiêu anh chị quá hai chu kỳ vừa rồi, để có được trong một đời người có 3 lần chu kỳ, mỗi lần 10 năm, thì đấy là một cái hạnh phúc nhất. Và Đình đã là người đã được trải qua hai chu kỳ, và chắc chắn đối với cái tuổi đời của Đình thì khả năng đáng được trải qua một chu kỳ tiếp theo nữa, để mình có được cái trải nghiệm, kinh nghiệm. Và có lẽ là cái trong cái trải nghiệm đấy là có thất bại, có đau thương, có những cái mà cơ hội mình đã đánh mất, thì đó là một cái bài học anh chị nhé. Bài học đấy nó luôn luôn mang đến cực kỳ giá trị đau thương để mình truyền lại cho những cái thế hệ sau, hoặc chia sẻ lại đấy cho anh em chúng ta có những cái mà góc nhìn khác nhau. Anh nói về nhà phố ở Thủ Đức đi anh, tương lai có tiềm năng tăng giá và dễ thanh khoản không? Vì nhà ở khu em quận Tân Bình rất khó thanh khoản. Cái thứ nhất, nếu như nói về Thủ Đức thì hiện nay để mà nói về thành phố Thủ Đức thì có lẽ điểm tốt nhất là nằm ngay ở quận 2. Nhưng mà để mà có được một cái thanh khoản ở quận 2 thì giờ nào cũng thanh khoản được. Kể cả nói về ở Thủ Đức là thanh khoản rất là dễ nhé các bạn. Vấn đề là các bạn định bán ở giá nào thôi. Còn đất trong thành phố Hồ Chí Minh rất dễ thanh khoản, rất dễ thanh khoản. Vấn đề là do mình mong muốn cái giá nó cao quá, mình đặt ở một cái mức độ là nó cao quá, nên người ta biết rằng cái dòng tiền, cái giá đồng tiền nó không đến cái mức độ đó, nên mình cứ mong muốn vậy là mình chờ, nhưng mà cuối cùng nó cũng không tăng giá. Đó là một cái lý do tại sao mà nhiều người họ không định giá được. Nhưng để mà nói trong tương lai ở thành phố Thủ Đức thì hiện nay mình không nhìn thấy cái việc là tăng giá đột biến, nhưng mà theo thời gian thì nó vẫn tăng giá. Bởi vì nếu lựa chọn những cái việc Thủ Đức như quận 9 nó cũng đã quá cao rồi, mà ở trong Thủ Đức thì nó có rất là rộng. Nhưng để mà nói nhận nhất thì cần nằm ngay ở bên là khu quận 2, và khu quận 2 thì nó thanh khoản rất là tốt. Nhưng để mà cực kỳ tăng giá nữa thì giá nó nằm ở giá cao rồi. Một căn nhà ở bên quận 2, một cái đường bình thường khoảng 6 mét lê đường một bên 2-3 mét thì nó đâu đấy cùng khoảng 100 mét vuông, nó rơi vào 20-30 tỷ, mà cho thuê dòng tiền chỉ được 30 triệu thôi. Thì đấy là một trong những cái mà dòng tiền nó yếu nhưng tài sản bỏ ra thì nó rất là bình thường, rất là lớn, nhưng mà cái dòng tiền thu về thì nó rất là yếu. Thì đó là một cái cách. Nhưng nếu mà mình biết đầu tư thì mình sẽ chọn sang cái hướng của vành đai 3 thì có lẽ là sẽ có tiềm năng tăng giá tốt. Nói về Thủ Đức thì là một trong những khu vực đáng sống, đặc biệt là khu vực quận 2. Nhưng mà ở quận 9 thì nó quá xa. Nhưng sau khi mà vành đai 3 nó được kết nối
thì nó sẽ di chuyển nhanh hơn. Đó có lẽ là một cái tiềm năng để nó tăng giá nhanh gì. Bến lực Cần Giuộc Tân An như thế nào? Ở những cái khu vực đó thì hiện nay nó đang được kỳ vọng quá lớn, như là Cần Giuộc là có những cái dự án nó đang hướng về để phát triển về đó. Nhưng để mà tốt thì hiện nay là anh chị mà mua đất của dân thì nó đang rẻ, nhưng nếu mua đất của dự án thì Đình đã về đấy, Đình thấy cái khu đấy rồi, Đình thấy nó rất là cao. Nếu mà chọn thì Đình sẽ chọn thằng Bình Chánh, nó giá vẫn tương đồng hơn, nhưng mà nó sẽ có cái là gần hơn, và sau này nó tiềm năng tăng giá thì Bình Chánh nó sẽ đang tốt hơn ở thằng Cần Giuộc. Hoặc là cái thằng Bến Lức có cái dự án khu đô thị Five Star thì khu vực đấy là Đình không biết nha bạn, Đình không biết khu đô thị ở khu vực đấy, nếu bạn nói cụ thể hơn chứ Đình không biết những khu vực đó. Và nói về thị trường Kỳ Anh Hà Tĩnh, nếu như giờ mà Đình nói tất cả những cái câu hỏi của anh chị như thế này thì chắc chắn một điều rằng nó không đủ thời gian. Nên nếu anh chị muốn hỏi về cái việc là mình đầu tư như thế nào riêng lẻ thì có thể Đình nói sẽ chính xác hơn, bởi vì những cái thị trường ở Kỳ Anh Đình đã từng nói quá rồi. Bạn sẽ quay về những cái lái xin cũ hoặc là những khu vực mà Đình chưa từng chia sẻ, mà hôm nay thì Đình đang chia sẻ về khu vực ở trong miền Nam, thì có lẽ là Đình sẽ nói về khu vực miền Nam và dành những cái thời gian của miền Trung. Hôm nào Đình sẽ chia sẻ lại khu vực bất động sản miền Trung thì nó hay hơn, bởi vì giờ rất nhiều câu hỏi, nếu Đình trả lời những địa danh của những tỉnh thì có vẻ nó sẽ rất dài và nó sẽ phù hợp với người này lại không phù hợp với người khác. Thì Đình nói về xu thế của bất động sản sắp tới sẽ là xu thế của bất động sản đất nền, vừa với túi tiền của đa số người dân và ven với thành phố lớn, thì nó sẽ quan tâm không quan tâm ở đâu mà anh chị cứ đưa ra quy định như vậy có trong tiền tốt thì nó sẽ tăng giá, kể cả gần nhà anh chị, kể cả ở Kỳ Anh đi nữa thì nó vẫn tăng giá. Hôm nay, hôm qua, hôm kia có một chị cầm 3 tỷ chị mua ở Kỳ Anh nhưng mà không mua được, bởi vì chị không tìm được những cái lô đất tốt theo cái ý của chị ấy, nên là chị tìm đi tìm lại từ rất lâu rồi mà chị không tìm được một cái lô đất phù hợp. Thì Đình nói là nên mua những cái diện tích lớn, vì đối với bất động sản ở Kỳ Anh thì nó không có dòng tiền tốt. Và đặc biệt là có bạn là hỏi là mua chung cư, thì Đình nói nếu như chung cư thì phải mua ở Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh, còn ở Hà Tĩnh quỹ đất ứng rất là lớn, mình không vội gì mình phải mua chung cư, vì chung cư nó phụ thuộc nhiều yếu tố. Bạn Thánh Nam Nguyễn xin chào em, Đình xin chào chị. Chào à, chúc buổi tối vui vẻ. Chào bạn Quang Minh. Bạn Hương Giang, anh có quan tâm đến Mộc Châu Sơn La không? Xin anh nói về xu hướng sắp tới. Ở Mộc Châu Sơn La, La thì Đình có rất nhiều người mời Đình lên đấy, nhưng Đình chưa lên anh kìa. Nhưng mà với một số người bạn chia sẻ với Đình rằng là ở Sơn La thì Đình, nếu mà Đình thì Đình sẽ quan tâm đến cái đất rừng. Cái đất rừng, bởi vì sắp tới ở Đình đã từng nhắc ở một số live stream đấy là bất động sản carbon, thì anh chị sẽ để ý rằng cả khu vực carbon ấy, cái bất động sản carbon nếu như 1 hectare đâu đấy khoảng 20-30 triệu, mình bỏ 3 tỷ có thể mình sở hữu được 100 hectare đất, thì sau này mình có thể mình bán được carbon ở trên đấy. Thì bạn nên nghiên cứu, nếu mà làm thì mình sẽ làm kiểu như vậy, nhưng cái đấy nó sẽ mang đến là dài hạn rủi ro, mà tiền nó phải dài. Nếu bạn không khỏe về tài chính thì bạn làm cái đấy nó cũng tương đối là rủi ro, đặc biệt là những người lớn tuổi rồi, vì không chờ được cái ngày thành quả thì đã đến ngay phải từ bỏ cuộc chơi. Bạn Dung Chu, em cho anh hỏi, em ở BG là Đình không biết đâu, như cụ thể là ở thì Sen Việt Yên thì xa, em tư vấn giúp nên đầu tư ở khu vực nào? Mình có 3 tỷ. Anh nhỏ em từ tư vấn, anh nhờ em tư vấn giúp với nếu như mà anh muốn em tư vấn thì anh gửi giúp em cái cụ thể lại cái khu vực Việt Yên, thì xà hay là thì xé thì Đình không biết, là ở Việt Yên là Đình cũng chưa biết ở Việt Yên là khu vực nào, thì anh nhận lại cho em. Hai nữa là nếu 3 tỷ thì thời bây giờ là có nhiều khu vực là đáng cơ hội để đầu tư sớm, còn nếu chậm đến một tí là có vẻ nó sẽ khó tìm đấy.
bạn Chiến Thánh, anh cho em hỏi đất hỏi đất nhà bố mẹ có 14 sao, nhà ở nấy chuyển đổi hoặc bán thì đất nhà ở có mất bớt không anh? Vì em nghe nói luật mới khi chuyển đổi hoặc bán thì chỉ còn 2.000 còn đâu là đất vườn. Vậy có đúng không? 2.000 mét vuông, cái thứ nhất là 14 sao. Nếu như sao ở Bắc Bộ thì là 4.500 mét vuông. Là một sao là 360 mét vuông. Thì Đình không biết là sao của bạn ở đâu. Còn sao Trung Bộ là 500 mét vuông. Mà sao ở Nam Bộ thì là 1.000 mét vuông. Cái thứ nhất là Đình không biết đất của bạn là nằm ở khu vực nào, của Bắc Bộ, Trung Bộ hay Nam Bộ. Cái thứ hai là không biết đất của bạn hiện nay là đất có bao nhiêu đất ở. Mặc dù là 14 sao nhưng trong đó có thể chỉ có 300 đất ở, chứ chưa hẳn là 14 sao thì trong đó toàn bộ đất của nhà bạn là đất ở. Trừ khi bố mẹ bạn trước đây đã là người có tầm nhìn nên chi toàn bộ tiền ra để chuyển đổi 100% là thổ cư. Thì hiện nay nếu chuyển đổi 100% thổ cư rồi thì bạn bán cho ai? Thì bạn cắt từng nào thì nó còn từng đấy. Hoặc nếu trong 14 sao đó, ví dụ định tạm tính như là sao Trung Bộ đi, đó là 7.000 mét vuông. Thì nếu 7.000 mét vuông đấy, bây giờ nếu như cắt ra bạn thì trong đó chỉ có 300 mét đất ở mà bạn không bán đất ở, thì bạn bán ra là đất nông nghiệp. Hoặc nếu bạn bán đất ở mà chỉ có 100 con phân còn lại đất vườn thì nó không có ảnh hưởng gì cái phần còn lại. Cái đấy là do mình cắt đi cái phần đất nào để bán cho người mua ở đó. Còn nếu mình là không cắt, mình cắt toàn bộ đất nông nghiệp thì bạn vẫn giữ lại là toàn bộ được đất vườn, gọi là đất ở nông thôn hay còn gọi là đất ở đô thị. Thì vì vậy là việc cho mình bán, mình thống nhất là mình có bán cái đất ở hay không. Nhiều người nhầm lẫn cái việc này mà sau đó mất rất là nhiều tiền vì cái việc bán và không rõ ràng cái việc là bán đất gì. Và cuối cùng cắt ra thì người bán lại đòi thêm đất thổ cư, mà người mua thì không chịu cắt, hai bên cãi nhau, cuối cùng là bị vỡ trần trong cái việc là không biết ai đúng ai sai. Sáng nay có một chị hỏi cái mít, khi mua thì 2 năm trước cây con bé như thế này, bây giờ cây ra quả chị ra bứt, mặc dù là vườn nhà chị rồi nhưng mà mít không mà rõ ràng của ai cả, và bây giờ người bán trước người ta không cho bứt. Vậy là hỏi Đình thì Đình cũng hơi buồn cười. Thì nhất là do mình làm trong hợp đồng không rõ ràng, cái thứ hai là khi mình đặt cọc mình mua xong thì mình cũng không chốt tài sản nào thuộc của mình, tài sản nào thuộc của người ta. Đó là cái sai lầm lớn nhất trong cái việc mua. Đôi lúc chúng ta chỉ còn bỏ tiền vào mua nhưng mà không bao giờ đọc cái hợp đồng đặt cọc, bởi vì trong cái hợp đồng đặt cọc nó đã rất cụ thể từng mục này, cái tài sản gắn liền là cái gì này, và cái phần ái là người chịu thuế rồi, mà không bao giờ chịu đọc cái phần đặt cọc này và không bao giờ chốt kỹ ra, và thuế là ai người đóng và ai là người chịu trách nhiệm nếu là tranh chấp như thế nào, và đất đấy là đất nguồn gốc như thế nào, tất cả có rò đấy mà không chịu đọc để kỹ và ghi vào. Cuối cùng cứ nghĩ là cứ yên tâm đi, sang tên rồi. Cái đấy là một cái sai lầm, bởi vì cuối cùng tiền mình là người mất. Nếu như người mà tư vấn về môi giới người ta không hiểu hoặc người ta không có tâm, người ta không chi tiết thì bạn sẽ mất tiền, về sau này còn có tranh chấp kiện tụng rất là nhiều. Bạn Trách thì anh Đình có thể chia sẻ cho mọi người một chút về cách định giá sản phẩm cơ bản được không? Cách định giá một cái sản phẩm bất động sản cơ bản nhất đó là định giá về thu nhập tại cái địa phương của người dân đó, bao nhiêu năm sẽ mua được một cái bất động sản. Ví dụ hiện nay ở tại thành phố Hồ Chí Minh là nếu như một lô đất 2 tỷ thì cái lô đất đó là cho thuê được bao nhiêu tiền? Nếu muốn định giá là nó có vừa với túi tiền của đa số người dân hay không thì thành phố Hồ Chí Minh định tạm tính là khoảng 15 triệu cho một người. Như thế một cặp vợ chồng là được gọi là 30 triệu. Nếu như 30 triệu trừ chi phí đâu đấy khoảng 12 triệu thì còn 18 triệu. Như vậy nếu 10 năm thì người ta sẽ mua được một lô đất 2 tỷ. Và trong đó nếu người biết thì khoảng 2 năm sau người ta vay người ta mua thì cái đất đấy là khả năng thanh khoản nó rất là tốt. Cái thứ hai là nó vừa với khả năng của đa số những cặp vợ chồng trẻ. Đó là một cái cách định giá để mình dễ bán. Cái cách thứ hai, nếu bỏ 2 tỷ mà chúng ta lấy về được bao nhiêu mét vuông? Nếu bỏ 2 tỷ mà bỏ lấy về ví dụ như ở thành phố Hà Nội, ven thành phố Hà Nội
mà đấu đẩy nó chỉ đến 37 triệu hay 30 triệu chỉ lấy được là 1.8 là lấy về là 2 tỷ là chỉ lấy được hơn 60 mét vuông. Như vậy xây cũng không có người thuê, xây cũng có người thuê, bỏ ra 2 tỷ để lấy 60 mét vuông và xây còn phải lùi vào 1 mét. Nhưng mà xây không có người thuê, như vậy cái đất đấy là không có giá trị, không có giá trị về dòng tiền, còn giá trị về nhu cầu sử dụng thì phải chờ thêm một vài năm nữa. Như vậy nếu như lãi suất ngân hàng nó tăng thì dù 2 tỷ đó nhưng nó không có giá trị dòng tiền thì cái bất động sản đấy nó vượt với những cái kỳ vọng của cái nhu cầu sử dụng trên cái bất động sản đó. Ví dụ như hiện nay ở tại Bình Phước chẳng hạn đi, là 1 kg đất 2 tỷ có thể cho thuê một tháng được 5 triệu thì nó vẫn tốt hơn ở tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội là 2 tỷ mà không cho thuê được một đồng nào, mà nó lại còn nằm đường hẻm nhỏ hoặc nó lại nằm xa với quá trung tâm thành phố và bạn thì thanh khoản nó yếu chẳng hạn ấy. Đó là cái cách định giá về dòng tiền. Nhưng thông thường nếu mà định giá về chung cư thì nếu bỏ 2 tỷ thì cho thuê là đâu đấy ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì khoảng được 7 triệu, 6 triệu đến 7 triệu. Nếu mà tìm được sản phẩm tốt thì khoảng 8 triệu đến 9 triệu. Như vậy nó hơn với tiền gửi ngân hàng trong thời điểm này là 0,4 hoặc 0,5. Còn nếu đất nền thì thông thường nếu chúng ta mua mà có dòng tiền, có diện tích bè trong nội thành thì đâu đấy cũng khoảng 0,4, 0,5. Ví dụ chúng ta bỏ 2 tỷ thì một tháng cho thuê đâu đấy được 8 triệu, 7 triệu. Nếu trong nội thành mà hẻm xe máy thì khoảng 10 triệu. Ví dụ như ở trong quận 1 có một số sản phẩm định nhìn thấy đó là 3 tỷ rưỡi nhưng cho thuê một tháng được 15 triệu. Như vậy là vẫn được hơn 0,4. Đó là đất nền, đất nhà chứ không phải là đất dòng tiền. Nhưng nếu chung cư thì nó sẽ có dòng tiền tốt hơn vì chung cư cái lãi vốn nó rất là ít. Còn nếu như về đất nền ở vùng ven thì có thể không cho thuê được nhưng sau này cái dòng tiền nó không có hàng tháng, nhưng về lãi vốn sau này khoảng 3 năm sau từ mua 2 tỷ nhưng diện tích đổi lại được 150 mét vuông thì sau này có thể phân ra được 2 nền, và sau khi 2 nền thì 2 tỷ đấy có thể bán ra được 2 tỷ cho một nền, tức là được 4 tỷ thì sẽ x2 được. Nhưng nếu mua đã là xa mà là diện tích yếu mà lại không có dòng tiền thì không có cơ sở nào để tăng giá trong cái việc lãi vốn, vì lãi vốn là người ta quy định trên 1 mét vuông và quy đổi ra có khả năng là từ 7 triệu thì có thể x2 là 14 triệu không. Nhưng nếu từ 70 triệu mà để lên 140 triệu thì không có cái cơ sở nào, người ta phải mua trong nội thành trước sau đấy mới giảm dần ra. Vậy thì để định giá được một cái tài sản, nói tóm gọn lại đó là có 3 yếu tố. Một là yếu tố dòng tiền thì dựa trên việc chung cư khác với đất nền. Cái thứ hai là yếu tố lãi vốn. Cái thứ ba là cái yếu tố chia cái mét vuông trên một cái thửa đất mà xung quanh những khu vực đó. Còn cái một cái yếu tố về giá trong cái việc là giao dịch thì chúng ta tùy vào cái cảm nhận hoặc tùy vào cái sở trường của mình. Mình có thể định giá trên cái việc là giá của giao dịch, giá của chủ đưa ra và giá của mình muốn mua. Vậy là cái việc định giá trên cái giá chủ đưa ra là một cái yếu tố. Những cái giá giao dịch hiện tại và có thể tăng giá trong tương lai lại là một cái giá sáng, một cái khía cạnh khác, là có 4 cái cách để chúng ta định giá trên cái việc đó. Không biết là cái câu trả lời của Đình thì bạn có hài lòng không? Cảm ơn bạn Trần Tỷ, rất là câu hỏi rất là hay. Bạn Hương Giang, chào bạn. Bạn Nghĩa, cảm ơn Nghĩa Nguyễn rất là nhiều. Bạn Gà Bá, ở Bến Tre đất nền có thổ cư có lên giá không em? Cái thứ nhất là ở Bến Tre thì Đình đã đi về Bến Tre rồi, đã quỳ đất ở dưới đất rất là lớn. Thì có lên giá hay không thì nếu bạn mua hay là nếu chúng ta mua những cái diện tích bé thì nó vẫn đất lên như thường thôi. Nhưng mà để chuyển đổi được từ đất ở sau này là sẽ bị hạn chế, nên cái việc mà đất có thổ cư là một cái xu thế và là một cái điểm mạnh sau này để chúng ta nên lựa chọn những cái sản phẩm đó.
bởi vì chung cư thì người ta vẫn luôn xin được dự án để xây bằng một cái cách nào đó, nhưng nếu mà về đất nền thì càng ngày có vẻ nó sẽ càng khó khăn hơn. Dạ cảm ơn anh Guba rất là nhiều. Bạn Quang Minh, dạ em có hỏi, nhà em ở Gò Vấp ngày xưa xây lộ ra sau, giờ có hoàn công được không? Năm nay làm hay 2025 làm? Tại sao nay em tính bán hay để vậy để bán? Mong anh cho lời khuyên nào. Cái thứ nhất là cái việc hoàn công, bạn xây lộ ra thì chắc chắn nếu đúng theo luật thì bạn phải hoàn trả theo đúng cái giấy phép xây dựng. Cái thứ hai là hoàn công được hay không thì bạn phải lên xem cái việc bạn xây lộ ra đấy là bao nhiêu. Cái thứ ba thì bạn nên nên hoàn công sớm, nếu để càng ngay thì càng khó hơn. Vì vậy cái việc bạn hoàn công là cái việc bạn nên làm, vì khi hoàn công rồi thì cái việc mình mua bán nó cũng dễ hơn, cái việc mình cầm cố tài sản ngân hàng hoặc mình cần tiền vay thì nó vẫn dễ hơn. Vì vậy cái việc mà để chúng ta làm thì nên chú ý trong cái việc anh chị nhận tiền để mình chia sẻ luôn là trong cái việc mua bán bất động sản thường có nhiều căn nhà rất là rẻ nhưng trong đấy thì chưa hoàn công, và khi chưa hoàn công thì mình bỏ tiền mình mua, mình đặt cọc vào thì mình đã bị mất tiền. Trong cái việc là mình ở thành phố Hồ Chí Minh cái việc chưa hoàn công rất là nhiều, nên chú ý cái việc nếu chưa hoàn công mà sai phạm sai thì phải hoàn trả lại đúng theo hiện trạng thì cái đấy mới được sang tên, nên là chú ý cái việc này. Anh ơi, em có tầm 1 tỷ nên đầu tư đất nền hay đất sản xuất hơn? Nếu như bạn giỏi về đất sản xuất, bạn mua được hàng trăm ấy, 1 tỷ bạn mua được khoảng 30 hecta chẳng hạn ấy, thì bạn mua về sản xuất. Nhưng nếu bạn không tìm được loại đấy thì bạn là phải mua đất nền để bạn cho thuê. Nên cái đó là bạn muốn đầu tư thế mạnh của bạn là cái gì. Còn theo cá nhân của Đình thì bạn giỏi cái gì thì bạn đầu tư cái đó. Bạn nắm được cái gì về trong việc là định giá được cái gì thì bạn mua cái đó, hoặc là có ai tư vấn tốt về cái nào thì bạn mua cái đó. Còn nếu như trong đất sản xuất thì chú ý là khí hậu, nguồn nước và quản lý. Đặc biệt là bạn mua diện tích đó thì cái chất đất đấy nó có phù hợp với những cái cây mà bạn muốn mua, bạn muốn làm không. Em ở Trung Bộ, sao Trung Bộ nha anh ơi? Sao Trung Bộ thì là 7.000 mét vuông thì Đình vừa chia sẻ lại với bạn trên đấy. Bạn Hương Giang là rất mong anh chia sẻ kinh nghiệm của mình. Ở Mộc Châu đang lên khu du lịch, theo anh nên đầu tư đất nhà mặt đường hay đất trong xóm rồng? Cái thứ nhất là tùy vào, nếu sở trường của bạn giỏi về đất trong xóm thì bạn nên đầu tư vào đất trong xóm. Và nếu nhiều khu vực nhé, như khu vực của Đình đất mặt đường nó cực kỳ đắt nhưng mà đất tuyển hai nó cực kỳ rẻ, như vậy Đình lựa chọn đất trong rẻ. Nhưng mà 7 năm trước là Đình lại hoàn toàn tròn về đất mặt đường, nhưng mà với thời điểm này thì Đình lại tròn dịch chuyển vào đất mặt đất phía trong, vì đất mặt đường nó quá đắt rồi. Nó quá đắt rồi thì mình không vội gì, vì mình không phải là người trực tiếp ở trên những cái tài sản đó, mình không phải là người trực tiếp để kinh doanh hàng ngày, mà mình chỉ là người cho thuê, mình chỉ là nhà đầu tư. Và khi đầu tư cái câu trả lời được đó là đầu tư để làm gì? Thì để sinh lời đấy. Vậy thì cái nào về thanh khoản, cái nào xu hướng, cái nào mang đến những cái lợi nhuận tốt thế mạnh cho mình thì mình chọn loại hình bất động sản đó. Còn cái nào mà mình yêu, mình cảm thấy cảm nhận giá nó cao quá này, giống như đất nền ở tại khu vực của Đình tuyến 1 nó ở xa mà đâu đấy là 20 triệu 30 triệu, như vậy Đình không mua. Nhưng nếu mà có nhiều lô rẻ thì mình vẫn cứ mua, cứ rẻ thì Đình sẽ mua. Vậy thì để mà muốn định giá được tại sao rẻ, tại sao đắt thì phải xem lại là cái giá giao dịch trước, trong và sau này để mình định giá. Bạn Chiến Thành, anh ơi, anh có thể tư vấn sâu cho em một chút về đất đai, nhà ở cho em một chút được không ạ? Em ở Thanh Hóa, ở quê rất nhiều nhà sử dụng đất, nhà ở rất nhiều, nhà sử dụng đất, nhà ở rất nhiều, nhà bố mẹ em có 14 sao nhà ở, nhưng em nghe nói giờ bán hoặc cho cả con thì nhà nước sẽ thu hồi đất nhà ở lại, chỉ cho phép bố mẹ sử dụng 2.000 mét vuông thôi, đất đã chuyển thành đất vườn liên kề. Cái thứ nhất là cái đất nhà ở đấy thì Đình không biết, vì ở Sóc Sơn Đình có biết
là ở Sóc Sơn ví dụ như có thửa đất ngày xưa người ta cấp là 2.000 mét vuông, trong đấy có 1.000 đất ở, nhưng nếu khi bàn giao dịch hoặc chuyển nhượng sang cho người khác thì bị thu hồi lại đâu đấy 5 đến 700 mét vuông, còn lại khoảng 500 mét vuông. Như vậy thì ở Thanh Hóa của bạn không biết có bị trường hợp kiểu như vậy, nhưng ở tại khu vực của Sóc Sơn là có một số địa phương nó bị như vậy, nên người ta không tách, không phân lô tách thửa ra là như vậy. Bởi vì khi phân ra tách ra thì người ta bị mất đi cái phần thổ cư đấy, thì người ta bị thiệt thòi. Còn cái đất của bạn thì mình không biết là khi tách ra thì như nào, thì nếu bạn muốn chính xác thì bạn lên hỏi tại địa chính tại khu vực đó. Bởi vì cái này là luật ở mỗi khu vực nó sẽ khác nhau, không có nghĩa ở tỉnh nào nó cũng giống tỉnh nào. Ví dụ như ở Sóc Sơn thì như vậy, nhưng ở các địa phương khác thì không, và có thể ở khu vực của bạn thì nó lại bị như vậy, nhưng ở khu vực khác, ở khu vực của đình thì không. Nên là bạn lên hỏi lại chính xác là địa chính hoặc trên ủy ban xã hoặc phường hoặc là huyện của bạn đang sinh sống. Bạn Phụ Minh: chào chuyên gia, mua đất ở xã có gia đình chỉ có một người, thủ tục công chứng như thế nào cho hợp lệ? Cái thứ nhất là nếu bạn mua đất ở xa thì cái điều đầu tiên đó là bạn cần phải xem lại khu vực đấy có cần, có nhiều địa phương người ta bắt buộc phải có hai người, nhưng có nhiều địa phương thì người ta bắt buộc chỉ có một người. Nhưng nếu một người thì cần một số thủ tục sau đây. Cái thủ tục thứ nhất đó là cần căn cước công dân. Cái thủ tục thứ hai là cần tình trạng hôn nhân. Và cái thủ tục thứ ba là có thể là bạn cần phải cầm thêm cái căn cước công dân của người vắng mặt đó. Và sau đấy thì bạn vào, bạn làm thủ tục tại văn phòng đăng ký gọi là xã hoặc là tại phòng công chứng. Và sau là bạn lăn tay thì bạn sẽ sang tên thôi. Và sau khi lăn tay rồi thì là bạn phải cho chuyển tiền cho người bạn. Và sau khi người bạn rồi thì bạn phải đưa sang hồ sơ để sang văn phòng một cửa để bạn nộp. Và sau đó chờ 3 tuần thì sổ nó sẽ ra. Dạ em cảm ơn anh Đình, cảm ơn bạn Quang Minh. Bạn Thanh Nam ở Hà Nội nha, không mấy ai hoàn công. À Hà Nội thì nó khác hoàn toàn với thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy mỗi vùng miền nó sẽ có những cách khác nhau. Đấy là cái sự khác biệt anh chị nha. Nên khi chúng ta đi vào khu vực phía Nam chúng ta đầu tư chúng ta cần chú ý. Mà khi chúng ta ra Hà Nội chúng ta đầu tư thì chúng ta cũng cần lại chú ý những cái điểm khác. Nên ở thành phố Hồ Chí Minh thì đất trồng cây lâu năm có thể chuyển đổi lên đất ở được. Nhưng nếu ở ngoài Hà Nội thì hầu như đất lụa. Nên tại sao ngoài Hà Nội luôn luôn là những người phải mua lại những cái đất phân lô bán nền mánh mụn. Nhưng ở trong miền Nam thì hầu như là mua được đất của dân rất là nhiều. Vì họ đất nhiều họ cứ bán thế, thế vì đất trồng cây lâu năm chuyển đổi được hoặc đất lúa có thể chuyển đổi được. Đó là cái hay giữa vùng Bắc và vùng Nam nó khác nhau ở những cái điểm mà tạo điều kiện ở nhiều vùng miền khác nhau. Khu vực ngoài mình ven Hà Nội đất nền mỗi lô 100 mét vuông có 60 thổ cư mà làm nhà vượt quá có sao không à? Muốn mua thêm thổ cư thì thủ tục như thế nào? Cái thứ nhất là 100 mà bây giờ bạn xây nếu vượt quá thì cái điều đầu tiên là quy định theo pháp luật thì là không được. Còn nếu bạn muốn lên thêm thổ cư thì bạn lên tài văn phòng xã, là lên về địa chính xã hoặc địa chính huyện hoặc địa chính tài mà khu vực đó bạn lên đăng ký là chuyển đổi, đăng ký lên là chuyển đổi mục đích cái tài cái khu đất của bạn. Nhưng phải có đợt, một năm thường sẽ có hai đợt. Vì vậy cái việc bạn chuyển đổi đó thì bạn lên bàn tài văn phòng của địa chính phường ấp hoặc là xã đấy thì bạn đăng ký làm thủ tục là đăng ký chuyển đổi mục đích từ đất nông nghiệp lên đất ở, phải phù hợp với quy hoạch. Cái đất đó nó sẽ thường thì bạn đã có một ít đất ở rồi thì bạn chuyển đổi nó sẽ dễ dàng hơn, nhưng mà phải có đợt thì sau đấy bạn phải chờ khoảng đâu đấy là 5 tháng 6 tháng và nhanh thì khoảng 3 tháng, nếu có đợt thì khoảng 2-3 tháng là rồi có. Sau đấy bạn cần đi đóng thuế là chuyển đổi mục đích, nhấn theo cái tỷ lệ là chuyển đổi từ cái đất trồng cây lâu năm là đất nông nghiệp hay là đất trồng cây hàng năm đấy sang đất ở thì người ta sẽ nhấn theo tỷ lệ và sau khi bạn lấy cái phiếu để bạn đóng thì bạn sẽ được chuyển đổi lên. Và cảm ơn bạn Hương Giang, cảm ơn anh đã chia sẻ. Ngoài Hà Nội đáng sổ đất nha của anh ơi, nhiều người họ không tin điều này, bạn nói vậy chứ nhiều người họ vẫn không tin là sổ đất. Nhưng mà đối với bản thân Đình thì Đình đã
biết rằng là ở Hà Nội nó tăng sốt khoảng 20% so với trước Tết, 20-30%, tức là một kilo đất 2 tỷ thì nó lên 2 tỷ 2, 2 tỷ 4. Như vậy thì nhiều anh chị đã chầm tay thì nó sẽ mất đi cơ hội, và sắp tới khi sổ trôi thì nó sẽ đến lượt của thành phố Hồ Chí Minh, đúng không nhỉ? Nó sẽ là như vậy mà quy luật từ xưa đến nay thầy. Dạ em cảm ơn anh. Thời điểm này có nên bán vàng mua đất dự án không anh ơi? Cảm ơn anh, chúc anh luôn khỏe hạnh phúc. Cái thứ nhất là Đình không biết là bàn bán dự án nào cả. Nếu mà dự án nó tiềm năng thì chả phải là dài gì phải bán cả. Còn nếu dự án không tiềm năng thì bạn có thể bán bạn dự án để bạn mua đất nước khác cũng được. Còn để bán đất để mua vàng thời điểm này thì theo quan điểm cá nhân của Đình là không hợp lý, vì tha phân bổ vốn. Còn nếu thời điểm này là thời điểm vàng để chọn những cái bất động sản tốt, chọn những cái bất động sản tiềm năng, vì là khi áp dụng luật đất đai rồi thì sẽ có nhiều cái chính sách mới, nó mang đến cho mình những cái mà tác động tích cực đến bất động sản, mang đến cho mình những cái cơ hội để một chu kỳ tăng trưởng. Nhưng không phải tất cả những bất động sản trong thời điểm này sẽ tăng giá, vì có nhiều bất động sản đã vượt với giá trị thực, đã vượt ngoài cái sự chi trả của người dân. Thì đấy là anh chị chúng ta cần hết sức chú ý trong việc này, rồi là bị lùa gà, hoặc đừng nghe những cái từ sổ mà sẽ dẫn đến cái việc mất tiền. Vậy cảm ơn tất cả các anh chị. Nếu anh chị thấy hay thì hãy đăng ký kênh, hoặc anh chị thấy hay thì hãy cho Đình những cái like bên trái hoặc bên phải của màn hình để nhận được những cái video sớm hơn. Cảm ơn tất cả các anh chị chúng ta.